Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em lại chốt chiếc này giá 65 triệu nha. Đấy. Chốt chiếc này cho anh em ở huyện Chư Prong. Máy 24 bền tay đầy đủ nha. Tay đầu nha. Xe còn đầy đủ luôn. Bền tay đầy đủ hết nha. Chạy bình thường. Số lai êm. Không kêu gì hết nha. Chạy số cát. Số chính là số cát. Thắng tay đầy đủ nha. Bền. Bền 2 ti. Bền 2 ti đó. Cầu lớn. Cầu 23 tấm rưỡi nha. Ra của Lê Quốc nha. Thùng dài 2m7 cầu lớn thắng dầu nha mọi người nha. Đây tay đầu đây, tay đầu đầy đủ hết nha. Bền tay đầy đủ, mái che đầy đủ, nói chung là xe còn rất là đẹp luôn. Giá cũng vừa túi tiền cho anh em. Đấy, xe này em đã chốt cho anh trai ở huyện Chư Prong rồi nha. Giá 65 triệu nha, bền tay đầy đủ hết nha. Máy trang đồng. Thì dưới là U15 hết đôi nha. Nói chung là giá quá bèo luôn nha anh em nha. Xe cũng rất gọn gàng, rất đẹp luôn. Thắng dầu nha mọi người nha. Thùng thì rất đẹp nhưng chưa bị móc méo gì hết luôn nha. Ôm thùng còn đẹp luôn. Nói chung là xe cũ 60 mấy triệu như này là quá ổn rồi nha. Đầy đủ bên tay đèn đóm các thứ còn ok hết. Chạy đi mua phát điện còn luôn nha. Giờ em sẽ đi giao xe cho mọi người nha. Đó, xe rất đẹp luôn. Giờ em đi giao xe thôi nha. Đây, giờ mình đi giao xe cho khách nha, rồi nha. Đó, mình sẽ đi giao xe cho khách. Đó, nữa em luôn. Nhẹ nhàng nha.
đoạn đường xấu thôi nha anh em, xe chạy rất nhanh luôn, giá rẻ được cái xe ngon như này quá ok nhé mọi người. Đường xấu rồi, lên đoạn đường đẹp tôi phóng hết ca hết số luôn nha, xe chạy rất nhanh luôn mọi người. Đã qua đoạn quốc lộ 14 huyện Đức Cơ rồi nha mọi người, chạy thêm 30 cây số nữa là tới nhé. Tới đoạn này xe đã đứt dây cô doa, haha, vẫn dám chạy cho tới nơi giao xe nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Mọi người cần mua xe gì cứ alo em nhé.